Tin Vatican, thư Đức Thánh Cha gửi dân chúa và những vụ lạm dụng tính dục. Đức Thánh Cha Francisco tái bày tỏ chính sách tuyệt đối không dung thứ những tội ác lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Ngài liên đới với các nạn nhân và mời gọi toàn thể cộng đoàn dân chúa tích cực bài trừ thứ văn hóa lạm dụng này. Đức Thánh Cha đưa ra lập trường trên đây trong thư gửi dân chúa công bố ngày 20 tháng 8 năm 2018 sau phúc trình về những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục ở bang Pennsylvania, Hoa Kỳ, với khoảng 300 giáo sĩ lạm dụng 1.000 nạn nhân trong vòng 70 năm qua. Hầu hết, những vụ đó xảy ra trước đây nhiều năm. Nhưng Đức Thánh Cha khẳng định rằng những vết thương đó không bao giờ bị xóa bỏ. Đức Thánh Cha viết, chúng ta phải quyết liệt lên án những tội ác đó, đồng thời tập trung nỗ lực để loại trừ thứ văn hóa chết chóc này. Chúng ta phải cảm thấy tuổi hổ trước một lối sống đã và đang đi ngược với những gì chúng ta tuyên xưng bằng lời nói. Đức thánh cha nhận xét rằng tiếng kêu đau đớn của các nạn nhân mạnh mẽ hơn những che đậy vọng tới trời cao mà từ lâu người ta không biết đến che giấu hoặc tìm cách bóp nghẹt. Đức Thánh Cha nhắc lại những nhận xét của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 vào năm 2005 rằng Có bao nhiêu điều nhơ bẩn trong giáo hội và chính nơi những người trong chức linh mục lẽ ra phải hoàn toàn thuộc về Chúa. Bao nhiêu kiêu căng, bao nhiêu tự phụ, sự phản bội của các môn đệ, sự tiếp nhận bất xứng mình và máu Thánh Chúa chắc chắn là nỗi đau lớn nhất của đấng cứu chuộc Điều đâm thâu qua tâm hồn ngài, tự đáy lòng chúng ta chỉ có thể kêu lên cùng Chúa, Kyrie eleison, -e lạy Chúa, xin cứu vớt chúng con. Đức Giáo hoàng Phan cô cũng cổ võ cộng đồng giáo hội thực hiện sự thống hối trong tinh thần chay tịnh và cầu nguyện như Chúa truyền dạy. Việc làm này giúp giáo hội đặt mình trước Chúa và anh chị em khẩn cầu ơn tha thứ và ơn xấu hổ hoán cải đề ra những hành động hòa hợp với tin mừng. Thư của Đức Thánh Cha bắt đầu và kết thúc bằng lời nhắc nhở của Thánh Phaolô Tông đồ: Nếu một chi thể đau thì toàn thể các chi thể cùng đau.